Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí hồ lô nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái bí hồ lô của mình á, mà khi mà nó ra trái các bạn, tầm đâu khoảng đâu là 3-4 bữa các bạn, thì mình cần xịt phòng những cái loại thuốc gì, cũng như là những cái loại thuốc dưỡng gì để cho bí hồ lô của mình á là nó không có bị rụng trái nè, cũng như là nó sẽ phát triển tốt nha mọi người ha. Đây các bạn, đây là một cái nhánh chèo của mình nè. Hiện tại là cái nhánh chèo này á, là nó đang ra được hai trái, nhưng mà có lẽ là mình chỉ lấy là một trái thôi. Cái nhánh trái này chắc mình bỏ, còn mình chỉ lấy cái trái này là chính nè. Thì đối với mà bí hồ lô của mình các bạn, mà nó ra được cái bằng cái ngón chân cái của mình rồi á, đây nè, đúng không, thì mình phải xịt cho nó một cái cữ dưỡng nha mọi người ha. Mình mua cái canxi bo các bạn, hoặc là cái canxi 24 giờ á, thì mình xịt cho nó ha, để cho trái nó phát triển tốt ha, cũng như là mình sẽ phòng cái ong chích trái. Thì cái giai đoạn này các bạn, cái trái bí của mình á nó rất là mỏng vỏ luôn, khi mà ong mà nó chích vô các bạn là nó sẽ bị vàng và nó bị rụng ha. Thì các bạn lưu ý giúp mình ha, ở trên bí là nó vẫn có là ruồi chích trái nha, chứ không phải là riêng cái ở bên cái khổ qua nha các bạn. Đó, còn ở trên một dây chèo thì mình chỉ lấy, nên lấy thôi, nên đấy là một trái thôi, đặng cho nó tập trung nó nuôi dinh dưỡng cái trái bí mình nó bự nha các bạn ha. Như ở đây nè, như ở đây là một dây chèo của mình nè, ở đây là nó chuẩn bị mà nó ra nụ nữa nè, không, cái này là nụ cái nè anh em xem ha. Nhưng mà mình sẽ bỏ nha mọi người ha, mình sẽ không có lặt nha mọi người. Đợi khi mà cái trái bí này nè các bạn, mà nó tầm đâu là một lạng cho đến hai lạng đó, thì mình sẽ tiến hành mình ngắt bỏ cái trái bí cái này. Ở đây là lại thêm một trái nữa nè, anh em xem nè, đó, bí cái nha, đó, nó có nụ này nha. Mà khi mà nó được khoảng đâu là một lạng nữa các bạn, thì mình sẽ bấm tim ngọn cho bí luôn, chứ mình không có để nha mọi người ha, mình không có cho nó để là nó bò rồi xa xa ra, mình ngắt luôn, mình ngắt cái tim ngọn nó, đặng cho nó tập trung nó nuôi cái dinh dưỡng. Ở đây mình trồng bí thì nó không có được tốt mấy, nhưng mà được cái các bạn là nó bông cái nó rất là nhiều. Mình nói các bạn như thế này không biết các bạn có tin không, bí mà nó càng sung các bạn, hầu như là bông đực nhiều, không ít ra bông cái lắm, tại vì nó sinh trưởng nhiều hơn sinh thực. Bí mà nó còi vậy đó, vậy mà nó trái nó nhiều. Còn trái mà nó có tốt hay không là do là mình ăn thua, là mình có xịt dưỡng nó hay không. Mình xịt dưỡng như thằng canxi bo nè, hoặc là thằng canxi 24 giờ đó, đó thì những cái loại đó là nó bổ sung cái dưỡng trái cho bí ha. Hoặc là mình có thể mình kết hợp mình xịt dưỡng thằng atonit đó. Đây là cái này là cái bông đực nha mọi người ha. Bông đực mình thu hoạch mình bán cũng rất là ngon nha mọi người ha, 5-6 ngàn cho một ký á, chứ không có rẻ đâu. Mình ngày nào mình cũng hái một số bông các bạn, bông đực á, đặng mình bán các bạn. Còn bí mà để mà lấy trái thì mình chỉ một chèo như vậy là mình chỉ lấy được một trái thôi, chứ mình không có lấy nhiều. Mà nó ra nhiều quá thì mình cũng tỉa bớt các bạn. Chứ mà một dây chèo á, mà mình để nó nhiều trái quá mà nó không có tập trung dinh dưỡng, nó nuôi được cho bí được. Trái nó rất là eo ụt luôn, trái nó tầm lên đâu nửa ký trở lại hả. Nếu mà một dây chèo á, mình đi phân đầy đủ luôn á, thì nó tầm nửa ký thôi. Còn nếu như mình lấy một trái á, thì nó có thể là ăn từ là 8 lạng cho đến một ký mấy luôn á. Đây các bạn, bí nè, mọi nhìn không? Ở đây là mình chia sẻ cho các bạn thì mình cầm nó như vậy thôi, chứ mà mình thật chất là mình cũng không có nên mình đụng nó nhiều là nó chảy các bạn. Ở đây thì mình quay video clip thì bắt buộc thì mình phải quay cho các bạn xem rồi. Còn đây là cái khúc bí hôm này, hôm bữa mình có quay cho các bạn xem nè, mình cũng ấp nụ nè, hôm nay nó cũng ra được bằng cái ngón tay cái của mình nha mọi người ha. Đó, mỗi dây chèo mình chỉ lấy là một trái thôi. Đây nó cũng lại ra nè, trên một dây chèo này nó ra được hai trái luôn nè. Nhưng mà nếu mà sung thì mình lấy trái nhỏ thì có thể mình để nó hai trái luôn. Còn nếu như mà nó èo quá thì mình chỉ tập trung mình lấy một trái thôi, và mình ngắt cái tim ngọn đó.
để mình qua cái khúc bí ở bên kia nữa để mình chia sẻ cho các bạn về cái phần là tưới bét ha. Cũng có một anh á, anh hỏi mình đây các bạn, thì đây là cái dạng bí mà là mình đang sử dụng bét, cái bét tưới các bạn, để mình tưới nước cho bí nha các bạn ha. Thì có anh này anh tên là Lê Cảnh Sinh đó, bữa ảnh mình cũng làm video mình rep cho ảnh rồi, nhưng mà ảnh hỏi thêm á là hướng dẫn cho ảnh về cái cách mà đi hệ thống ống nước trên dây bí hồ lô làm sao mà cho nó chuẩn ha. Thì ở đây thì mình mua bét đó các bạn, cái này là mình trước mình mua nó hơi mắc, nó 4.000 cái các bạn, bét này nè, cái loại bét này là 4.000 cái, còn cái chiều cao của nó là mình đi là 1 mét nha, tại vì mình âm sâu ở dưới luôn, mình lên nó tới trên đây thì nó tầm khoảng đâu là 8 tấc, còn khoảng các bạn là 2,5 mét ha, từ cái bét bên đây cho đến cái bếp bên đây nè là 2,5 mét, còn từ khoảng á, còn bên đây mình qua bên đây á là mình 5 mét nha mọi người ha, là 5 mét. Đây mọi người xem nè, bên đây qua tới bên đây là 5 mét nha, còn từ cái vị trí này cho đến cái vị trí này là 2,5 mét, còn ở dưới mà âm lên á là cây mình sạn ra đâu là 1 mét, nhưng mà mình âm xuống một khúc nữa như là còn khoảng là 8 tấc đó. Còn cái bét thì mình mua là 4.000 nha, còn ống nước thì mình mua theo tùy loại nha, ví dụ như loại dỏm thì nó khác, loại của Bình Minh thì nó mắc, còn loại thường thì nó rẻ, nhưng mà mình mua nhiều các bạn thì nó cũng rẻ thôi chứ nó cũng không có mắc đâu. Ở đây là mình đi một số thôi, tại vì trước đó thì mình trồng cà pháo thì mình phải đi hệ thống ống nước thì nó mới ăn lâu dài được, tại vì cà pháo trồng nó ăn tới cả năm lận, nhưng mà phải có hệ thống ống nước bét tưới thì nó mới được như vậy, còn nếu như mà trồng mà tưới thì mình tưới tay á thì nó cũng không được đâu. Mọi người xem sơ cái vườn bí của mình nha, thì mọi người có câu hỏi nào hãy bình luận chung kênh của mình ha, hình rảnh mình sẽ trả lời cho các bạn. Đợt này á trồng mắc mưa quá các bạn, nhưng mà giá bí ở bên mình thì nó cũng rẻ chứ cũng không có mắc gì, còn ở những chỗ khác nó rất là mắc luôn. Thì vì mình có đăng lên tác cộng đồng á, có chỗ nó lên 20.000 luôn, nhưng mà chỗ mình có 6.000 à, trời ơi, chán thiệt luôn á. Đây bạn bí nè, nay nó bắt đầu là nó ra trái rồi, toàn là bông cái không nha các bạn ha. Đây nè bạn xem đó, giống mình trồng thì giống Hưng Nông, đợt này nó cũng dở, giống đồng tiền vàng là mới ngon nha mọi người ha, trước trồng đống đồng tiền vàng vô mánh một khúc luôn, đợt trước bán 8.500 á, có làm cái clip cho các bạn xem á, còn đó là 8.500 là loại nhất nha, còn loại dạt cũng 4.000 rồi, còn này đợt này nghe nói đâu loại nhất ông anh mình ông mới trồng á chỉ có 6.000 mấy. Nó hôm nay cũng đã chia sẻ cho bạn như thế nha, rồi mình xin được mến chào.